Hàng tiêu dùng Thái Lan giả mạo được bán tràn lan tại Việt Nam. Do giá cả và chất lượng đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng, nên hàng Thái Lan ngày càng có nhu cầu cao trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, người tiêu dùng có thể mua phải hàng Thái Lan giả. Theo thống kê của Bộ Công Thương Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã nhập khẩu 3.4 tỷ mỹ kim hàng hóa từ thị trường Thái Lan, tăng 5.76% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan là máy móc, thiết bị, hàng điện gia dụng và linh kiện, thức ăn gia súc và nguyên liệu, hàng rau quả, dầu mỡ động thực vật. Thực tế trên thị trường cho thấy các cửa hàng, hàng tiêu dùng Thái Lan mọc lên ngày càng nhiều tại Hà Nội và Sài Gòn. Sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng bao gồm đồ gia dụng bằng nhựa, các loại nồi nấu, mỹ phẩm, khăn bông, giày dép, hàng may mặc. Một chuyên gia kinh tế của Bộ Công Thương cho biết, so với hàng tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc, thì sản phẩm đến từ Thái Lan có giá cao hơn từ 5 đến 15%, nhưng chất lượng được người tiêu dùng tin tưởng hơn. Còn so với các hàng hóa nhập từ Nhật Bản, Nam Hàn, Đức, Pháp, thì hàng Thái Lan có giá rẻ hơn. Chính vì điều này mà hàng Thái Lan ngày càng được thị trường Việt Nam ưa chuộng. Tuy không thường xuyên có khuyến mãi giảm giá, nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm Thái Lan tại thị trường Việt Nam đã gia tăng mạnh. Điều này chứng tỏ hàng tiêu dùng Việt Nam đang bị hàng của Thái Lan cạnh tranh gay gắt ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, tệ nạn hàng tiêu dùng Thái Lan bị giả mạo tại Việt Nam cũng gia tăng cùng với sự phổ biến của các mặt hàng này. Thực tế cho thấy, các cửa hàng hàng tiêu dùng Thái Lan thường không chỉ bán hàng có xuất xứ từ Thái Lan mà còn có cả hàng từ Nhật Bản, Nam Hàn và những hàng không rõ xuất xứ nguồn gốc do không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Trong khi đó, người bán hàng nếu được hỏi sẽ luôn khẳng định đây là hàng Thái Lan.